Xin chào mọi người đã đến với video mới của iStore. Và hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một mẫu gôm cực kỳ dễ thương và độc đáo. Đó chính là mẫu gôm bắp rang bơ. Em nó có hình dáng y như là cái cục bắp rang bơ mà mình hay ăn vậy đó mọi người. Đây, nếu như mà ai không nói cho mình biết á, thì nhiều khi á, mình nhìn mình vô mình tưởng là bắp rang bơ thật luôn á. Rồi, thì cái em gôm bắp rang bơ này mình về được 3 màu. Thật ra là vỉ, cái vỉ khác màu thôi, chứ gôm thì chỉ có duy nhất là màu vàng vàng của bắp rang bơ á. Màu vàng của bơ như thế này thôi nha mọi người, chỉ là khác cái vỉ. Đây, như cái vỉ này là vỉ màu cam. Đó, vỉ này là vỉ màu đỏ. Và vỉ này là vỉ màu xanh dương. Rồi thì giá cùng một cái vỉ gôm bắp rang bơ này thì sẽ là 15.000. Và ở trong á, thì mình sẽ có cỡ khoảng 7 cục gôm bắp rang bơ như thế này. Thì vì á, cái mẫu này á, nó đóng như thế này á, thì mình không có thể mở ra cho mọi người xem được. Tại vì khi mình mở ra thì mình sẽ không bán được nữa, cho nên là mọi người thông cảm nha. Mình không có thể mở được cho mọi người coi, thì mọi người có thể coi qua video như thế này cũng rất là rõ. Đây, rất là dễ thương. Và giá của một em chỉ là 15.000 một vỉ thôi nha. Một vỉ đến 7 cục lận. Ai mà không biết thì có thể là ăn thiệt luôn đó. Mọi người nhớ nha, đây là gôm nha, không phải là đồ ăn thiệt. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video mới của mình. Mọi người thấy hay thì đừng quên thích, chia sẻ và bình luận bên dưới cho shop. Và ai muốn đặt hàng thì có thể bình luận ở ngay bên dưới phần bình luận của YouTube, hoặc là có thể inbox vào Facebook iStore17, hoặc là có thể qua Zalo 0704823933. Và mình cũng có sỉ từ 5 vỉ nha. Mọi người nhớ inbox shop để biết được giá sỉ. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Hẹn mọi người trong những video lần sau. Bye bye.